các test phiên bản năm 2024. Và bây giờ thì Tùng mời các bạn đi khui cùng mình xem nó có những gì. Cách sử dụng thì vẫn giống các mã trước, và khi mua các test thì sẽ kèm một bảng code. Những cái mới thì các bạn phải tự nghiên cứu thôi ạ. Hướng dẫn sử dụng thì các bạn gõ đúng tên lên YouTube và cách chữ NO2 ra là có nhé. Đây là mã chúng ta cập nhật năm 2024. Nó có 3 phiên bản các bạn. Các bạn đợi chút, chặt quá. Một phiên bản dành cho PC. Khi các bạn mua phiên bản cho PC thì các bạn sẽ nhận được là một giấy hướng dẫn sử dụng như này, một cái cạc test như này và một cái tool ở đây nữa. Đây, một cái giắc chuyển. Trong hướng dẫn sử dụng phiên bản tiếng Trung thì nó cũng có cái hướng dẫn cho chúng ta. Vì làm kỹ thuật đôi khi nhiều thứ nó liên quan đến cơm áo gạo tiền của từng thợ, họ không chia sẻ, vì vậy là đôi khi các bạn phải nghiên cứu thôi ạ. Đây, họ in ra cho các bạn đây. Những men nào có những rắc như nào và kết nối ra sao để nó nhảy cốt thì có hình ảnh ở đây các bạn nhé. Các bạn tìm theo những cái của các bạn có. Nhiều chữ quá, không hiểu được hết các bạn. Hai cái này thì chúng ta sẽ phải ngẫm và nghiên cứu dần dần. Sử dụng thì nó là cái sự trải nghiệm cá nhân. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi sâu đi sát vào nó. Cái dây này bỏ qua nhé. Cái dây này sẽ dùng để chuyển, để khi chúng ta kết nối với laptop. Nếu các bạn mua laptop thì nó có gói, thêm gói như này để test laptop. Đôi khi các bạn phải câu kéo. Các test này là bảo hành bao test, và khi bao test thì sẽ không bảo hành cháy nổ. Vì vậy là các bạn khi sử dụng hạn chế cái tình trạng là main mấy cả đồ đang có điện cứ rút ra cấm vào phần phật các bạn nhé. Còn những cái bộ tool chuyển này này, để sử dụng cho laptop hay sử dụng cho MacBook, thì nó là những cái dây, và khi sử dụng các bạn phải câu kéo, vì vậy là bên mình không bảo hành các bạn nhé. Bỏ riêng cái này ra. Ở trên này thì nó có đầy đủ cho các bạn này, để mình quay cho các bạn kỹ hơn. Nguồn 3V standby này, báo hiệu là đã có điện áp vào main, để cho cả laptop và PC, MacBook. Cái tín hiệu reset này các bạn này, khi có tín hiệu này mà nó sáng lên nó sập thì các bạn biết là đã có đầy đủ các nguồn trên main và đã có cái tín hiệu để reset cho main hoạt động. Nhưng có cái tín hiệu reset cho CPU hoạt động hay chưa thì chúng ta chưa biết nhé. Còn cái CPU báo hiệu là đã có nguồn cấp cho CPU. Cái này là cái mình mắt kém quá không nhìn thấy đây là cái gì. Cái này là PCH, là báo hiệu chipset đã hoạt động. Còn cái này là VGA, là cái tín hiệu của VGA. Cái dưới là PCH này. Cái trên này mình không nhìn rõ là gì vì mình bị viễn thị, không thể nhìn được cái chữ nhỏ. Còn khi kết nối thì nó tùy rắc thôi các bạn. Kết nối ở đây, ở đây, ở đây, ở đây, thì tùy từng main. Như cái hình chúng ta đã có này, ví dụ là các bạn để ý này, nếu nó có những cổng là LPC này thì các bạn ưu tiên kết nối vào cái cổng LPC thì nó mới nhảy cốt. Còn nếu nó không có cái cổng LPC, nó có cổng PCI này, thì các bạn kết nối vào cổng PCI hoặc cổng VGA, thì theo cái thứ tự nó ưu tiên để cho chúng ta dễ dàng nhảy cốt. Còn cái bảng cốt thì mình sẽ gửi cho các bạn khi các bạn mua các test các bạn nhé. Video hướng dẫn sơ qua thì đã có trên kênh YouTube NO2. Các bạn cần mua những cái tool sửa chữa nữa cho thợ thì các bạn có thể truy cập web no2.vn hoặc Zalo của mình là số 0906 010103. Cảm ơn các bạn.